Em sẽ chỉnh lại cho đúng cái cấu hình của loa DX5 nhé. Xin các bác và anh em nghe thử nhé. Rồi. Đưa hết đây. Anh Phương. Rồi cứ tưởng là bộ dàn cam kê cho chú Phương ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cái đội này thì của chú thì gồm đôi loa DX5 và DX7 DAC. Anh em chúng em đang khui thùng này. DX5 thì đang chờ sẵn ở kia. Vừa rồi đã khui hộp ra cho chú xem. Đấy, hộp của nó DX5 rất là to, đúng không ạ? Và của chú Phương thì gồm một chiếc nâng tiếng CB900 nữa. Quên, trên đây lấy cho anh cái CB900. Đây của chú Phương, ngày hôm nay thì con của anh Hướng, bộ của anh Hướng ở Ninh Bình, anh em chưa đã chuẩn bị sẵn ở máy kia rồi. DX5 các bác nhé, DX5 một trong những đô la có thiết kế đẹp, chất âm hay và chơi được đa dạng các thể loại nhạc. Hát karaoke cũng hay, nghe nhạc cũng hay và xem phim cũng rất ok. Sử dụng là những dòng loa có nhiều đường tiếng, các cái giải âm sắc nó được tách bạch. Bên trên là hai cái loa, loa chép mảnh và loa chép đôm, dưới hai loa chung. Cạnh bên này là một cái loa bass 25 nữa, bass 25 subwoofer, loa siêu trầm. Đây là bộ DX5 này với đẩy X7 DAC, một chiếc nâng tiếng CB900 Premium. Thì nhà chú khách hàng đã có mic rồi nên chứ không lấy mic nữa. Đó, bộ dàn này thì chỉ đơn giản là chỉ có 3 thiết bị này thôi, mà chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Các bác cùng nghe thử cái chất âm. Em sẽ chỉnh lại cho đúng cái cấu hình của loa DX5 nhé. Xin các bác và anh em nghe thử nhé. Rồi. Đấy, bật lao lướt thì nghe nhạc đấy. Hiện tại chỉ chơi duy nhất một đôi loa DX5 chưa có sự kết hợp của loa trầm hay là bất cứ một cái loa trợ lời hay loa chép nào đâu các bác nhá. Chỉ có một duy nhất một đôi này thôi. Sở dĩ đôi loa DX5 nó chơi được như vậy là do cái thiết kế của nó rất là nhiều đường tiếng và thiết kế đầy đủ tất cả các giải. DX5 này các bác và anh em không cần phải suy nghĩ gì về cái chứ. Phối ghép thêm loa gì nữa các bác nhé. Đây là bộ cao kê của chú Phương ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Rất là cảm ơn chú Phương đã ủng hộ. Chú Phương đã đặt cọc xin em là 20 triệu rồi. Sau đó thì nhận hàng thì thanh toán nốt. Thì trong chiều hôm nay, trong ngày hôm nay anh em chúng em sẽ đi về nhà chú Phương lắp đặt cho chú. Các bác và anh em có nhu cầu muốn tham quan tham khảo những cái bộ dàn karaoke kiểu như là DX5 hoặc là DX2. Anh em ở đó thì có thể tham khảo trên kênh YouTube của chúng em. Hai cái dòng loa này thì thiết kế với đường tiếng như nhau, công suất như nhau, chất âm như nhau, chỉ có điều khác nhau về hình thức thiết kế thôi. Một cái thì nó thiết kế vuông vức, có một chép đĩa bên trên, còn một cái thì thiết kế dạng bo tròn mềm mại như này. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng và tùy theo sở thích của mỗi người, nên là anh em có thể lựa chọn tùy theo cái cá tính chơi. Chứ còn thực ra thì chất âm như nhau, giá tiền như nhau thôi nhé. Cảm ơn chú Phương và những như các bác và anh em đã yêu mến ủng hộ cho Hoàng Long. Ngày hôm nay thì tiện đây bọn em đi 3 bộ combo trong buổi sáng của ngày hôm nay. Đôi loa DX5, 2 đôi loa G1000, 1 đôi loa cho anh Chí ở Nam Định, 1 đôi loa cho anh gì ở Ninh Bình đây.
Hôm nay thì buổi sáng em lấy 3 bộ đi đi kèm trong một xe. Rất là cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác, và cũng như là cảm ơn anh Chí đã đến ủng hộ cho em bộ dàn karaoke G4000 ngày hôm nay. Cảm ơn chú Phương, cảm ơn các bác và anh em rất nhiều. Đừng quên là theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Long chúng em để cập nhật thường xuyên những video mới nhất. Rất là cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.